Em chào chị Trinh ạ. Cái video này em sẽ quay và giới thiệu cho chị về cái lô đất và cái đường từ mặt đường 23 tháng 10 vô lô đất cho chị xem nha. Thì đây là đường 23 tháng 10 này. Mình nếu mình đi về hướng tay trái là mình về trung tâm của Nha Trang. Còn nếu mình đi hướng tay phải là mình lên tới tới thị trấn Diên Khánh. Đó, đây là cái đường bây giờ em sẽ chạy từ đây vô trong tới cái lô đất cho chị xem nha. Đó, phía trước chị là cái chợ ga, chợ trung tâm xã Vĩnh Thạnh. Đó, bây giờ sẽ chạy vô trong tới lô đất cho chị xem nha. Đây là cái chợ Vĩnh Thạnh. Ở chỗ này là người ta kinh doanh buôn bán rất là đông đúc. Ở miếng đất của mình thì gần chợ này, gần trường, gần ủy ban, gần trạm y tế. Buổi chiều cho nên là người ta đi làm về hơi nhiều cho nên là em không đi nhanh được. Ở chỗ này là trung tâm thể thao văn hóa xã Vĩnh Thạnh. Chỗ này thì là ủy ban nhân dân. Chứ đi tới chỗ kia mình sẽ rẽ qua tay trái thì chỗ này có trường mầm non. Bây giờ em sẽ chạy qua hướng tay trái, đây là đường Phú Trung. Đó, em sẽ chạy qua đường Phú Trung. Đó, quy tắc mình sẽ chạy vô trong đây. Khu này là khu dân cư đông đúc. Khu xã Vĩnh Thạnh thì cái khu này chắc là khu dân cư đông nhất. Kỳ cũng có một cái cụm phân lô người ta đang bán với giá là 14 triệu mét vuông cái gì ạ. Phân lô cái miếng đất của em thì giá rẻ hơn xung quanh rất là nhiều luôn. Có 11,5 triệu à. Mà ngang 7 mét, khu thổ cư 147 mét vuông. Đảm bảo là cái khu Vĩnh Thạnh này chỉ kiếm miếng thứ hai chứ không có luôn. Mình sẽ đi vô đường Quy Đông này nha chị. Mình sẽ đi đường Quy Đông. Ta xây nhà đẹp lắm chị ạ. Ở chỗ này người ta xây nhà, ta đang xây nhà rất là nhiều. Cái đường này người ta cũng sắp làm rồi nha chị. Chỗ này thì sắp đổ bê tông này. Cái miếng đất này mình giới thiệu cho chị là mặt tiền đường hiện đại là đường đất thôi, nhưng mà sẽ được quy hoạch mở rộng lại 20 mét trong tương lai. Đó, đường này nè, hiện tại nó là đường đất thôi nhưng mà sắp được quy hoạch mở rộng 20 mét thì khi con đường này mở ra đảm bảo cái miếng đất của chị nó sẽ có rất là giá trị. Nó nằm ngay mặt tiền đường lớn luôn. Lúc đó mình bán cũng được mà mình ở lại càng ok, ở mình kinh doanh rất là được. Cái chỗ kia không người ta bán nó là 12-13 triệu mét nhưng mà là đường hẻm thôi, chỗ đó không có đường quy hoạch. Ở tương lai nó cũng chỉ là đường hẻm thôi, còn có đường chỗ này nè, hiện tại là đường đường đất thôi nhưng mà tương lai nó sẽ là đường hiện đường quy hoạch 20 mét rộng đi ra tới đường 23 tháng 10 luôn. Đó. Xung quanh là chị có thể nhìn thấy là người ta xây nhà rất là nhiều nè.
Em cảm ơn chị đã xem video của em nha. Hẹn gặp lại chị vào thứ ba hoặc thứ tư. Chị ra Nha Trang là em sẽ dẫn chị xem.